Xin chào quý vị khách hàng ạ. Ngày hôm nay em Hưng xin giới thiệu đến mọi người mình tham khảo một cặp nhà trọ bán lỗ sặc máu luôn ạ. Cặp nhà trọ của chúng ta tọa lạc tại địa chỉ là khu dân cư của khu công nghiệp V-Ship 2 thuộc địa chỉ xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Cặp nhà trọ này thì đang cho thu nhập ổn định bình quân là 22 triệu trên một tháng. Cặp nhà trọ của chúng ta thì có một ngôi nhà và 4 phòng ngủ và một căn kiosk và 12 phòng thường. Pháp lý sổ hồng riêng, quy hoạch toàn bộ là đất ở đô thị với cái diện tích hiển thị trên sổ là ngang 10, dài 30, phun thổ cư, tổng diện tích là 300m2. Mặt tiền đường của chúng ta là đường nhựa, đây là đường D2, có chiều rộng lòng đường là 6m và có vỉa hè là 4m. Đây là khu A của khu công nghiệp V-Ship 2 quý cô bác anh chị ạ. Và sản phẩm ngày hôm nay em chia sẻ đến mọi người mình có cái mức giá giao dịch mong muốn là 5 tỷ 3. Vào năm 2022 thì gia chủ mua đất không với cái số tiền giao dịch là 4 tỷ rồi ạ. Và gia chủ đã phải bỏ thêm 3 tỷ vào để xây dựng ra cặp nhà trọ cũng như là một ngôi nhà này, kiên cố vững chắc để sử dụng. Nhà của chúng ta là nhà đúc. Đấy, có một ngôi nhà, một căn kiosk. Vừa ở bên trong ngôi nhà của chúng ta thì hiện tại gia chủ đang kinh doanh, buôn bán cho các anh chị ở trọ ở khu vực này. Nhà của chúng ta thì có là một lầu, trong đó có là một phòng khách, 4 phòng ngủ, 2 nhà tắm, nhà vệ sinh và không gian bếp nấu ăn. Ui, nói chung rất là đầy đủ ạ. Đây nhà tắm ha, và bên này là có 4 căn phòng ngủ. Diện tích thì rất là rộng rãi. Để xây dựng ra được như ngày hôm nay á, thì gia chủ đã phải bỏ ra 3 tỷ để xây dựng cặp nhà trọ cũng như là ngôi nhà này để ở. Phòng ngủ thì rất là rộng rãi, đầy đủ các công năng, rất phù hợp để quý cô bác anh chị mình mua đầu tư trong thời điểm hiện tại, hoặc mua để làm của, hoặc là mua để an cư lập nghiệp ở đây cũng được ạ. Đặc biệt nhất là cặp nhà trọ này ở bên trên thì gia chủ đã đổ đúc rồi. Đó. Quý cô bác anh chị mình có muốn tận dụng thêm cái không gian bên trên này thì mình có thể là đổ đúc thêm mái tôn này ha. Vào thời điểm em Hưng quay đây đang là mưa quý cô bác anh chị ạ. Em cũng cố gắng quay để chia sẻ đến quý cô bác anh chị mình và rất mong muốn được giao dịch bất động sản này. Đấy. Pháp lý của chúng ta đều là sổ hồng riêng hết rồi. Ngôi nhà thì xây dựng là kiên cố, vững chắc, rất là đẹp. Còn mới khoảng tầm là được 90% đấy quý cô bác anh chị ạ. Xét về góc cạnh vị trí thì từ vị trí bất động sản của chúng ta di chuyển ra nhà máy khu công nghiệp V-Ship 2 chỉ đúng trong bán kính là 200m thôi ạ. Khu vực này thì dân cư rất đông đúc và quý cô bác anh chị mình có thể thấy được đám đất trống đây là khu dân cư. Đây là dùng để phân lô tách nền ở ngoài đó quý cô bác anh chị ạ. Đấy, cặp nhà trọ của chúng ta thì ngoài ngôi nhà ra còn có một cái căn kiosk hiện tại thì đang cho thuê với mức giá là 2,5 triệu trên một tháng. Đấy, ở bên trên trần thì mọi người mình có thể quan sát này, toàn bộ là đổ tấm đúc hết. Đấy. Hệ thống phòng trọ ở đây thì rất là sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. Và chính vì lý do đổ đúc nên là rất là mát mẻ quý cô bác anh chị ạ. Hệ thống cửa của phòng trọ thì cũng được cách điệu, những họa tiết hoa văn rất đẹp mắt và tinh tế. Ở khu vực này thì dãy nhà trọ này rất là đẹp quý cô bác anh chị ạ. Đây. Nhà trọ nào thì cũng có những cái số phòng cũng như là cái đồng hồ điện và đồng hồ nước ở đây để tính tiền ha. Nói về điện nước ở đây ấy, thì toàn bộ sử dụng là điện nhà nước và nước máy, nước sạch ha quý các bác anh chị. Cặp nhà trọ của khu dân cư ấy, thì sẽ có là 2m đường thoát hiểm ở phía đằng sau. Đây 2m đây quý các bác anh chị ạ. Đấy, ở phía đằng sau thì rất rộng rãi. Khi em mở cửa ra thì rất là sáng ha. Trong thời điểm em quay đây thì là trời mưa, nên là quý cô bác anh chị mình cùng thông cảm với em nhé. Góc cạnh vị trí thì rất là đẹp. Nếu quý cô bác anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh di chuyển xuống đây là hết 41 km, thành phố Thuận An, Dĩ An di chuyển xuống đây là hết 30 km. Và từ vị trí bất động sản của chúng ta di chuyển ra ngã ba đường Trục Chính, hay là thường gọi là đường Hòa Bình, chỉ đúng trong bán kính là 70-100m thôi quý cô bác anh chị ạ. Nhà máy sản xuất thì sát bên luôn rồi, cách đúng trong bán kính là 200m thôi. Ở ngoài đây thì có tất cả mọi cái công ty với cái mức lương rất là cao ở đây.
Mức lương thu nhập bình quân của các anh chị công nhân làm ở đây á, là rơi khoảng tầm là từ 15 cho đến 20 triệu trên một tháng. Đấy, rất là cao đúng không ạ? Từ vị trí bất động sản của chúng ta di chuyển ra đường DT742 chỉ đúng trong bán kính là 3,2 km và sẽ tiếp cận được cả là trường chợ Vĩnh Tân chỉ đúng trong bán kính là 4,2 km thôi ạ. Ngoài ra gần sát với tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn chỉ đúng trong bán kính là 4,9 km thôi. Đối với quý các bác anh chị mình từ khu vực khu du lịch Đại Nam di chuyển xuống thì trong bán kính là đúng 15 km. Và cách với sông Bạch Đằng chỉ đúng trong bán kính là 20 km thôi ạ. Và cổng xanh thuộc xã Tân Bình chỉ đúng trong bán kính là 6 km thôi. Nhà thì được xây dựng kiên cố, khu vực dân cư rất là đông, rất phù hợp để quý cô bác anh chị mình đầu tư cũng như là mua làm của trong thời điểm hiện tại. Mọi thông tin pháp lý hãy liên hệ với em Hưng qua số điện thoại. Em Hưng sẽ gửi cho quý cô bác anh chị mình đầy đủ thông tin, vị trí, quy hoạch để mọi người mình còn có thể là tham khảo ngay tại ngôi nhà thân thương của quý cô bác anh chị mình ạ. Và bây giờ thì em Hưng xin được kết thúc video clip tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị vào những video tiếp theo. Đừng quên cho em Hưng xin một like, một subscribe, đăng ký kênh, theo dõi nhiều bất động sản mới nhất từ nhà đất Bình Dương Hưng Phạm vào lúc 7 giờ tối hàng ngày ạ.